Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Hôm nay mình đang ở nhà khách ở Bình Dương, thì mình đang cũng đã hoàn thiện cái phòng phim cho khách. Và cái phòng này đặc trưng của nó đó là một cái tông màu rất là ấm cúng nha các bạn. Cái quá trình mà mình đã hoàn thiện là mình đã hoàn thiện từ trước Tết rồi cho cái nội thất của phòng. Hôm nay thì khách mới vô nội thất đồ này kia, tủ bàn ghế, thì bên team mình cũng đồng thời là cho bộ dàn, setup bộ dàn cho phòng luôn. Nãy giờ cũng đã bước hoàn thiện rồi, bây giờ mình cùng các bạn đi vào xem coi căn phòng này như thế nào nhé. Mình nói về không gian phòng nha. Cái diện tích của phòng là khoảng 18m2, với chiều ngang là 3m và chiều dài là 6m. Với cái độ dài của căn phòng này á, thật ra nó có một cái ưu điểm rất là lớn. Tuy nhiên thì mình sẽ nói sâu vào cái hệ thống âm thanh nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần nội thất của căn phòng. Căn phòng này á, thì mình hoàn thiện cái phần nội thất và kể cả việc lắp đặt âm thanh luôn á, là chỉ trong vòng tuần thôi nha các bạn. Tuy nhiên á thì mình không thể nào mà ép khách là mình làm cái phòng trong vòng một tuần, vì ngoài cái phòng này thì khách còn làm cả một căn nhà nữa đó, thành ra các bạn thông cảm nha. Và cái thiết kế của căn phòng này á, mình đã tư vấn khách dựa trên những cái vật liệu tư vấn đó để khách chốt với bên mình về cái vật liệu tiêu âm cách âm, cũng như là phần trần á, thì là hiện tại đang dùng là cái lớp cát, phòng cát tiêu âm các bạn. Với cái đặc trưng của phòng á, là ở trên trần này rất là cao và không có gì ở trên hết, chỉ có xương sắt thôi, thành ra là nếu mà mình không tiêu âm kỹ á, thì rất là dễ bị cộng hưởng trên trần, nghe rất là khó chịu nha các bạn. Và phần vách á, thì mình cũng đã chốt với khách là sử dụng vật liệu là gỗ CNC. Với cái bề mặt hoàn thiện á, là dựa trên bản thiết kế, và mình thấy là nó giống hơn 90% nha các bạn so với bản thiết kế. Nên các bạn mà đã có đổi thiết kế riêng thì cũng không cần phải lo lắng và là bên mình đã hoàn thiện phòng có giống hay không nha. Rồi, đầu tiên tiếp theo đi, mình sẽ nói về cái phần hoàn thiện của cái lớp cách âm tiêu âm này. Cái gỗ CNC này á, là dạng module, tức là khi mà mình ở xưởng á, mình sẽ sản xuất là nguyên một tấm lớn nha các bạn, và bên trong là mình đã nhét bông cách âm ở trong rồi, và tới nơi thì mình chỉ việc gá lên thôi, rất là nhanh chứ không phải đục đẽo gì nhiều hết, không can thiệp vào cái tường mình nhiều đâu, và quan trọng nhất là nó rất là nhanh nha các bạn. Với cái bề mặt hoàn thiện này, nó cái lớp hoàn thiện á, thì nó sẽ dày khoảng 7 phần. Và trong đó, đó là sẽ có là 5 phần là bao gồm là cái lớp bông cách âm bên trong. Do là khách có nói với mình là cũng trong quá trình trải nghiệm á, không muốn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nữa. Và phần hệ thống đèn thì với những cái đèn sọc ở bên vách, thì mình đã dựa trên bản thiết kế để cái số light cũng như là cái độ sáng và màu đáp ứng cho sao cho nó giống với cái bản thiết kế nhất có thể. Cộng với ở phần trên trần thì phần đèn ở trên trần thì mình cũng đã tư vấn khách là vì đây là phòng giải trí xem phim nên mình cũng không cần cái đèn nó có cái độ sáng cao, cũng như là cái lon của đèn nó phải là loại cái lon sâu, và làm tránh cái ảnh hưởng mà khi mình ngồi xem mà nó bị hắt ánh sáng từ cái đèn ở trên trần đó. Và ở giữa đây nè, thì mình đây chính là cái đèn, để mình tắt cái đèn cho các bạn xem nha. Thì ở giữa đây cái đèn nó sẽ chiếu ngay cái vị trí mình ngồi đó, đây đó, các bạn có thể thấy. Khi mà các bạn thao tác, ví dụ như các bạn lựa phim ở trên Netflix, ở trên điện thoại nè, để mình stream lên cái đầu đun đó, thì cái đèn này nó sẽ giúp mình thao tác dễ hơn, và trong cái phòng nó cũng sang trọng hơn. Ở đây sẽ là cái vị trí của ghế ngồi, chắc là khách sẽ sử dụng cái loại ghế bệt thôi, nhưng mà cái góc này các bạn có thể thấy cái ánh sáng nó rất là đẹp.
Đó. Ngoài ra thì cái phần đèn ở phía trước, phía sau thì do là khách sử dụng là tivi nên cái hệ thống đèn ở phía trước phía sau nó gần tivi, nó cũng không quá ảnh hưởng, và mình cũng đặt hai bên để khi mà mình không xem tivi giải trí hay là mình chỉ xem tivi thôi, không có phải coi phim á, thì mình có thể bật hết các đèn lên. Đó, nhìn cái không gian nó rất là ấm cúng nha các bạn. Cái màu đèn cũng như kết hợp với cái màu vách. Đó. Và thêm những cái chỉ ở đây. Đó, các bạn có thể thấy nó hắt cái đèn, nó tạo nên cái điểm nhấn cho căn phòng luôn nha các bạn. Cái màu vàng của chỉ cộng với cái màu vàng của đèn, cái ánh sáng vàng này là vàng khá là trung tính, nó cũng không quá quá đậm. Cái đèn có màu vàng này nên mình tạo được một cái không gian rất ấm cúng và cũng không bị gọi là quá nóng. Về phần thiết bị thì mình đã bố trí cái hệ thống xem phim là ban đầu á thì khách chỉ yêu cầu là 5.1 thôi. Tuy nhiên mình tư vấn thêm cũng như là đầu tư thêm cho khách về cái phần âm thanh Atmos, chỉ cần thêm cái hai cái loa ở trên trần và cái âm ly mình tăng thêm một chút nữa thôi là mình đã có trải nghiệm nó mới hơn. Những cái âm thanh Atmos, tiếng máy bay ở trên đầu nè, cũng như là những cái mà mưa rơi đồ này kia ở trên mái hiên á, nghe rất là đã nha các bạn. Rồi thì bắt đầu mình sẽ giới thiệu về hệ thống nha. Đầu tiên á thì cái chiếc âm ly mà để đáp ứng cho cái hệ thống 5.1.2 này á là X1800 của Denon. Đó, thì cái dòng X1800 này nó cũng là cái dòng mới và cũng sử dụng cái chip DAC là 32 bit, thành ra chất âm khi mà các bạn nghe nhạc trên con âm ly này vẫn đáp ứng rất là tốt nha các bạn. Về phần loa nha thì mình sử dụng là loa của Dali với cặp loa front là Dali Spectre 6 và cái loa center là Dali Spectre Vocal. Đây là cái dòng mà mình thấy là khá tâm đắc với cái mức giá và cái chất âm nó vượt ngoài mong đợi. Tiếp theo đó là cái hệ thống đầu phát bên mình sử dụng cho khách, đó chính là chiếc Dual Homematic, và khách cũng có nhu cầu là xem phim offline, thành ra là mình có tư vấn khách sử dụng cái ổ cứng này, gọi là cái ổ cứng để bàn đó. Thì cái Dual này nó đáp ứng cho việc chơi phim Netflix nè online, nó vẫn đáp ứng cho việc xem phim offline cực kỳ tốt nha các bạn. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn một cái chất âm hay hơn và cái giải mã nó mượt mà hơn thì các bạn có thể cân nhắc những cái dòng Dual cao hơn như là Dual Solo nè, Dual Magnificent chẳng hạn. Và thêm một cặp loa phía sau á là cặp loa surround mình sử dụng là của Kalis. Tuy là nó là dòng cũ rồi, dòng đời 1 thôi, nhưng mà cái chất âm của cái dòng clip này thì mình đánh giá làm loa surround rất là tốt nha các bạn. Với những cái tiếng trap của clip nó cực kỳ sắc bén luôn. Đây, và cái cặp loa ở trên trần mình dùng Atmos, đó chính là loa Jamo IC408 quen thuộc thôi. Với cái giá thành của bộ dàn nó chỉ rơi vào khoảng là 80 triệu thôi. Đó, thành ra là cái combo này mình thấy rất là phù hợp cho các bạn mới tập chơi nè, cũng như là có những cái trải nghiệm mới về cái âm thanh Atmos nha. Về phần hình ảnh thì ban đầu á mình có tư vấn khách là sử dụng máy chiếu màn chiếu cho cái việc trải nghiệm xem phim á nó được màn lớn hơn. Tuy nhiên là do là cái cánh cửa ở đây nè, các bạn có thể thấy nó sẽ khá vướng khi mà mình bố trí cái màn chiếu ở đây, mình sẽ cái quá trình mình đi ra vào rất là khó khăn. Nên cuối cùng là khách đã tận dụng cái vách này, vách phần còn lại này để bố trí cái tivi. Tuy nhiên á thì do là cái hệ ở phía trước này nè, các bạn có thể thấy là nó hơi lệch nha các bạn. Cái việc mà mình bố trí nó hơi lệch như thế này á, vẫn các bạn đừng lo lắng nha. Bởi vì á hệ thống của các âm ly xem phim hiện đại ngày nay á đã có cách để tuning hệ thống làm sao cho nó cân bằng nhất, và tại cái vị trí các bạn ngồi nghe dù là đặt lệch loa nó vẫn đáp ứng rất là tốt. Phần đánh giá thì mình sẽ nói về cái chất âm của bộ dàn này ha. Với như những cái clip trước mình cũng đã review về cái dòng loa Dali này rồi, thì nó có một cái chất âm hi-fi rất là hay, mộc mạc
và hoàn toàn có thể là đáp ứng cho nhu cầu cả là xem phim lẫn là nghe nhạc, đều cực kỳ hay nha các bạn. Và với cái giá thành thì như ban đầu mình nói, tuyệt vời. Ngoài ra thì với cái trải nghiệm mà của mình đối với căn phòng này á, thì như ban đầu mình có nói là cái chiều dài phòng này nó lợi như thế nào. Với cái concept của mình, nó sẽ không cần quá lớn thì nó vẫn có một cái độ cộng hưởng ở dải tầng rất là thấp. Cái này nó hơi chuyên sâu một xíu nha các bạn. Thì với cái độ dài mà lý tưởng của phòng á, nó phải có một cái chiều dài hoặc chiều rộng chiều cao nào đó nó đạt khoảng là 6-8 mét, thì cái tần số âm trầm nó sẽ rất là hay nha các bạn. Và với cái vách mình đã bố trí chỉ là tán âm và cách âm mà mình không tiêu âm, thì cái âm thanh này á, nó sẽ cho một cái chất âm rất là tự nhiên nha các bạn. Và mình đánh giá nếu các bạn ưu tiên về phần nội thất làm sao cho nó giống cái bản vẽ thiết kế nè, và vẫn đáp ứng cái nhu cầu nó tương đối, và cái tiêu âm tán âm nó không phải là nó quá quan trọng mà nó chỉ mang tính là giải quyết vấn đề, thì đây mình thấy với cái việc bố trí cái gỗ CNC này theo cái tỷ lệ này, nó vừa đáp ứng là cái mỹ quan của căn phòng nó rất là đẹp, nhưng mà cái âm thanh nó lại được tự nhiên, nó có một cái độ vang nhưng mà nó không quá khó chịu như là các bạn không xử lý gì hết. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về căn phòng bố trí bộ dàn xem phim kết hợp với việc là xử lý tiêu âm tán âm cách âm, cũng như là dựa trên cái bản thiết kế thì các bạn cảm nhận như thế nào, hãy để lại bình luận bên phim dưới nha. Và ngoài ra về chất âm á, thì mình khuyên các bạn phải đến showroom bên mình. Có rất là nhiều bộ dàn để các bạn có thể trải nghiệm âm thanh cũng như là hình ảnh. Và bên mình ngoài ra còn có một cái phòng xem phim chuyên nghiệp nữa. Các bạn hãy đến showroom đi. Và đồng thời là bên mình sẽ có cái sự tư vấn nó chính xác hơn, cụ thể hơn. Bây giờ thời lượng video cũng đã hết rồi, thì cũng khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mình sẽ review những cái bộ dàn cũng như là phòng tương tự như vậy. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.